huấn luyện viên Trucci gặp Kiatisak, ông Châu Ngọc Quang. Huấn luyện viên Philip Trucci đã nói chuyện với ông Kiatisak Senmumang, thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai vào chiều qua ngày 4 tháng 4. Ông cũng ôm lấy Châu Ngọc Quang khi cầu thủ này ra chào hỏi. Để chuẩn bị cho vòng 5V-League 2023 gặp Việt Theo trên sân Hàng Đẩy, Hoàng Anh Gia Lai đã di chuyển từ Pleiku ra Hà Nội vào sáng ngày 4 tháng 4. Chiều cùng ngày, đội bóng phố núi cũng đã có buổi tập tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Có một điều đặc biệt là huấn luyện viên Philip Trucci cũng có mặt để theo dõi Hoàng Anh Gia Lai tập luyện. Huấn luyện viên Kiatisak ra bắt tay chào hỏi, thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cả hai đã có những trao đổi về công việc. Kiatisak cho biết ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ, khoảng 5-6 cầu thủ, do phải chia tay nhiều trụ cột ở đội một như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn. Sự xuất hiện của những cầu thủ như Đức Việt, Quốc Việt, Thanh Nhân, Đình Lâm ở mùa giải năm nay không chỉ đem đến diện mạo mới cho Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2023 mà còn tạo thêm nguồn lực trẻ hỗ trợ cho công tác tuyển chọn lên đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philip Trucci. Huấn luyện viên Kiatisak ra bắt tay chào hỏi, thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Philip Trucci. Bản thân huấn luyện viên Trucci cũng vui vẻ chụp hình với những học trò như Quốc Việt hay Đức Việt trên sân bóng. Ông nhận ra tiền vệ Châu Ngọc Quang khi cầu thủ này ra chào hỏi. Vị huấn luyện viên người Pháp ôm lấy Ngọc Quang và động viên anh cố gắng. Những Đức Việt, Quốc Việt chụp hình cùng huấn luyện viên Trucci. Huấn luyện viên Trucci nhận ra Châu Ngọc Quang khi cầu thủ này ra chào hỏi huấn luyện viên người Pháp. Ông động viên tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Trucci cùng các cộng sự sẽ lên kế hoạch đi theo dõi các trận đấu tại V-League và hạng nhất quốc gia trong 3 vòng liên tiếp, vòng 5, 6, 7 của V-League 2023 từ nay đến hết 16/4. Sau đó, ông Trucci sẽ công bố lựa chọn của mình về bảng danh sách tập trung U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 32. Vào lúc 15:00 chiều nay ngày 5 tháng 4, U23 Việt Nam sẽ xác định được các đối thủ cùng bảng với mình tại môn bóng đá nam SEA Games 32. Về phần mình, Hoàng Anh Gia Lai đang xếp ở giữa bảng xếp hạng với 4 trận hòa liên tiếp. Họ đang cùng với Sông Lam Nghệ An là hai trường hợp đặc biệt khi toàn hòa ở 4 vòng đầu tiên của V-League 2023. Trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra vào lúc 19:15 ngày 6 tháng 4 trên sân Hàng Đẩy.